Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với các buổi giới thiệu các thiết bị đo lường và giải pháp đo lường đến từ Nhật Bản của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm dùng để đo lưu lượng gió trong các phòng sạch trong ứng dụng HVAC của hãng Canomax. Canomax là một nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, và dòng sản phẩm hôm nay đo lưu lượng gió là một dạng cầm tay có model là 600-DEG. Tiếp theo, Semiki sẽ nói về chi tiết dòng sản phẩm này và cách sử dụng của sản phẩm. Thì Canomax là một nhà sản xuất đến từ Nhật Bản và có tuổi đời trên 70 năm. Chuyên môn của họ là sản xuất các thiết bị đo lường liên quan đến khí, đến các cách tiêu chuẩn phòng sạch. Thì model hôm nay Semiki sẽ giới thiệu đó là một dòng thiết bị đo lưu lượng gió để chúng ta xác định được cái áp suất ở trong phòng có đạt hay không. Có model là 600-DEG. Thì như thường lệ, chúng ta sẽ mở hộp một dòng sản phẩm chính hãng sẽ gồm những cái dòng như thế nào ha. Đầu tiên, hãng đóng gói trong thiết bị ở phía trong một cái hộp nhựa. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở hộp ra để kiểm tra. Phía chứng từ chúng ta sẽ thấy đây là một cái giấy kiểm tra đã đạt kết quả trước khi xuất xưởng. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái giấy hiệu chuẩn của hãng Canomax Nhật Bản đạt. Và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là thân máy chính và dây dẫn cũng như là cái đầu dò lấy mẫu. Máy sử dụng một nguồn pin 1.5V 4 viên. Ok, đây là thân máy chính cộng với đầu dò nối dài để chúng ta kiểm tra ở những khu vực cao hoặc là xa ha. Phía bên sau máy chúng ta sẽ có cái thông số của sản phẩm, có model là 600-DEG. Đây là dòng cầm tay dùng để đo lưu lượng gió với khoảng đo gió từ 0.01 m trên giây cho đến 20 m trên giây, ứng với lại đơn vị là 2 đến 3940 fpm. Và nhiệt độ có thể đo được từ âm 20 đến 70 độ C. Và design bởi Canomax ở Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản xuất tại Nhật Bản. Thì Canomax có các nhà máy đặt tại Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Thì cái dòng Canomax 6006 này được sản xuất tại Nhật. Phía bên trái chúng ta sẽ có nút khởi động nguồn và nút chọn những cái chức năng khác nhau của máy. Và đây là cái đầu nối dài khoảng được 1,5 m để chúng ta có thể đo những cái khu vực cao. Thì ứng dụng của dòng sản phẩm 6006 này dùng để kiểm tra độ cân bằng thông gió HVAC, hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra được cái hiệu suất của cái flow hood, hay là chúng ta có thể kiểm tra được cái chất lượng không khí vệ sinh công nghiệp ở trong nhà máy. Ok, tiếp theo Semiki sẽ hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng của dòng máy đo lưu lượng gió 6006 của hãng Canomax ha. Đầu tiên chúng ta sẽ ráp 4 viên pin 1.5V vào phía sau máy, và ở phía bên trong của pin thì chúng ta sẽ có một cái nút điều hướng để chúng ta có thể đổi đơn vị theo hai dạng đơn vị là mét trên giây là độ C, hoặc là FPM tức là độ F. Thì chúng ta có thể đổi cái dạng đơn vị đó. Sau đó chúng ta sẽ đóng nắp lại và chúng ta ấn nút nguồn ở phía bên trái của sản phẩm. Thì chúng ta sẽ giữ trong vòng khoảng 2 giây. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị dung lượng pin cũng như là cái thông số hiện tại bây giờ. Máy đang hiển thị đó là lưu lượng gió với đơn vị là mét trên giây, và cái tốc độ lấy mẫu là fast, thì nhanh. Chúng ta có thể điều chỉnh fast hoặc low ứng với lại là cái thời gian lấy mẫu của máy. Thì đây là dòng sản phẩm đo lưu lượng gió cầm tay đang được rất là nhiều nhà máy tin dùng, với tính nhỏ gọn cũng như là phù hợp với các đơn vị hoặc là các bộ phận kỹ thuật bảo trì kiểm tra chất lượng của phòng sạch hoặc là chất lượng lưu lượng gió HVAC ha. Thì chúng ta tháo cái cover bảo vệ cái đầu dò
và chúng ta sẽ kiểm tra được cái lưu lượng gió thổi. Ngoài ra hãng sẽ kèm theo cho chúng ta một cái bộ nối dài để chúng ta có thể kiểm tra được những khu vực cao hoặc xa so với cái thân máy. Vừa rồi Semiki đã giới thiệu cũng như hướng dẫn sơ bộ sử dụng dòng sản phẩm thiết bị đo lưu lượng gió của hãng Canomax có model là 6006. Thì Canomax có rất là nhiều dải sản phẩm dùng để đo độ bụi, dùng để kiểm tra số lượng hạt bụi ở trong phòng sạch, đo áp suất, đo chất lượng của không khí. Thì mọi người có thể liên hệ kỹ thuật của Semiki qua website là semiki.com. Kỹ thuật sẽ tư vấn những dòng thiết bị phù hợp với yêu cầu của từng nhà máy. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.